Martin đã vừa thức dậy sớm để nhìn thấy được cái cảnh quá đẹp. Đây là view ngay cửa sổ phòng mình luôn á. Wow, bây giờ là 6 giờ sáng nhưng mà có nắng lên rồi mọi người, nước cũng sẽ đẹp ghê luôn á. Bây giờ Tiên đang ăn sáng với cái view núi Phú Sĩ. Wow, sáng nay tầm 8-9 độ luôn mọi người, khá là lạnh. Nếu mà mình biết trước thì mình sẽ mặc đồ ấm nhiều hơn. Đây ăn sáng của mình đơn giản nhẹ nhàng. Ok, Tiên đã xuống tới trạm tàu Cao và Kawaguchiko rồi mọi người. Xinh đẹp quá. Cái anh phục vụ ấy, cả phục vụ đưa mọi người xuống xe, anh đưa cái tay lên để tránh cho khách xuống dụng đầu. Mình thấy tinh tế dễ sợ luôn. Tàu thứ hai và thật sự là đi tàu điện ngõ Nhật nó khó kinh khủng luôn á mọi người. Đi ra ngoài nha mọi người, chuyển sang line màu xanh Shin-Yokohama. Đi tầm 2 chuyến tàu thì Tiên đã thấy là cũng bắt đầu quen dần rồi mọi người ạ. Mình để ý những cái đường line màu á, xong rồi mình đi mình hỏi người dân á, kiểu mình cứ đọc tên cái đường line đó, giống như Tiên nãy Tiên không biết đi Tiên cũng đọc tên cái đường line là cái đường line đó như vậy đó, thì người ta chỉ lên Tiên lên đây thì mới biết một chặng đường rất dài. Hello mọi người, vậy là Tiên đã tới Kyoto. Con đường đi cũng có một vài trục trặc nhưng mà mọi thứ hiện tại vẫn ổn. Hiện tại bây giờ là 4 giờ rưỡi ha, ở Kyoto nha mọi người. Mình sẽ bắt xe đi về khách sạn, nghĩ xem mình sẽ đi đâu tối nay. Tối nay mình nghĩ là mình sẽ đi chưa biết nè, để coi đã. Ở khách sạn thấy có vẻ ổn áp. Wow. Giống như là có một cái máy check in mà giống như cái đấy mấy robot đó hiện ra gì đó mọi người. Ơi trời ơi, đúng rồi rồi. Người ta sẽ phòng người ta có hai giường ta, hai giường nhỏ đường đặt phòng mình không để ý người ta. Nó bự hơn mình nghĩ. Mình chỉ nghĩ là khách sạn ở đây nó nhỏ không à, nhưng không à. Ủa, thêm một cái bất ngờ nữa là ở đây không có bồn tắm. Nói là mình tưởng khách sạn ở Tokyo đều phải có bồn tắm nhưng mà không. Ủa, nhưng mà nó bự hơn mình nghĩ mọi người à. Happy vì chỗ này. Khách sạn mình đặt cũng khá là gần trung tâm. Đây. Hello Kyoto. Yeah. Giỏi quá. Vừa đi một cái chỗ gọi là, cái này cũng là được anh Khoai giới thiệu cho Tiên luôn nha. Là một chỗ bán mì soba 550 năm rất là nổi tiếng ở đây luôn. Mình khi tới nơi, đây là cái hàng mình phải đợi này rất là dài luôn. Mình tới lúc 11 giờ rưỡi như hơi trễ. Mọi người chắc có lẽ đợi đây từ rất là lâu rồi. Sau mọi người, sau một hồi đã xếp hàng thì bọn mình đã tới gần tới rồi. Quán nào ở Nhật hình như cũng nhỏ như thế này sao mọi người. Tôi nghĩ bước vô trong chắc chỉ có sẽ giống như cái bán mì hôm bữa Tiên ăn, người chắc được chục chỗ thôi quá. Nó nhỏ xíu mọi người. Đấy. Mình sẽ ăn hai cái set mì lạnh ở đây khá là nổi tiếng, nên là mình ăn set này. Còn mì set nóng thì vẫn nhiều quá, không biết ăn cái set nóng nào đâu. Mấy cái mì nóng này, đây là chả cá, mì nóng chả cá, mì nóng cho qua xong. Hôm nay xong đó. Đây là phần chả cá của bọn mình nha mọi người. Khá là ngon. Ở đây họ bắt buộc là tính theo số người là phải mỗi người một phần chứ không có được ăn là share, nên mọi người chú ý.
Thank you. Wow. Đây là ba tô. Đây là mì soba lạnh. Đây là mì soba lạnh. Đây là mì soba nóng. Rất là hấp dẫn mọi người, mà khá là bự, nhưng mình đợi cũng khá là lâu đó. Ta có 8 tầng. Ố, là tầng nào cũng là mì soba hết. À đúng rồi, tầng nào cũng là mì soba hết. À, bên đây là mì, bên đây là topping. Sau mình mỗi lần mình ăn thì mình sẽ lấy một dĩa ra, sau mình mở ra, mình úp topping ở đây. Bây giờ, cái nước này mình sẽ chan vô đây. Mình sẽ chụp kỹ này. Nhà đó. Ừ. Cho những thứ ngon hơn á. Thanh thang nhiều. Ăn nó kiểu ok, tự tin thấy không gì. Nó không có đậm đà như mình nghĩ, nhưng mà nó thanh ấy, ăn nó rất là thanh nhẹ. Mà nó ngon lắm mọi người. Kiểu nhé là hơi ngán thịt bò mọi người. Nhưng mà món này ăn rất là phù hợp rồi. Mà món này ăn hợp trời nóng á. Mà cái sợi mì nó quá ngon vậy á. Nhưng cái nước thì tôi nghĩ là cái nước nó giống giống như cái nước cái kia đó. Bây giờ mình sẽ trộn mọi người nhiều vào. Tại đây là mì soba lạnh. Ui, lạ nha. Mình có trộn trộn lòng đỏ đúng không chị? Ở đây. Hấp dẫn. Nhưng mà thật sự là Tiên cũng nhìn hơi ái ngại chút xíu. Tại vì nó kiểu giống như trứng nó sống vậy đó. Mà ăn lạnh thì không biết sẽ như thế nào. Bình thường thì mình mọi người sẽ ăn như kiểu là trứng trần, trứng tái trong nước sôi cơ. Do là có trứng mình sẽ chan nhiều nước luôn mọi người ạ. Nó bị hơi nhạt mà nó không tan nhá. Không hề tan một chút xíu nào luôn. Giờ cái món này nhìn hơi rén đấy, nhìn cái kiểu. Đây mình sẽ lại thử lại thôi. Nó không tan. Nhưng mà sao tan? Cái vị rùa nó. Nếu mà mình ăn theo kiểu mà mình không thấy một cái gì ấy thì nó sẽ ok hơn. Cũng được. Mình tiếp tục thử đi. Mì soba khi làm nóng thì nó mềm hơn. Mềm hơn là mì lúc lạnh. Và bản thân tôi thì tôi thích cái sợi mì soba lúc nó lạnh hơn. Tại vì nó dai mà nó ngon hơn. Chỗ này nó hơi mềm lắm. Một cái điều đặc biệt ở Nhật mà ít ai nói tới thì như là đồ ăn ở Nhật hơi mặn so với khẩu vị, hay là khẩu vị của em hơn ta, mình có thấy mặn không? Mặn quá, hơi mặn. Đã cá thì vẫn rất là ngon, rất thơm. Món này the best, ngon nhất. 10 điểm. 9.5. Món này, hai món này về vị thì cho ngang nhau đi. 7.5-8 điểm gì đó. Nhưng mà vi ruộng thì dưới 5 điểm. Tự nhiên nó quậy lên rồi mọi người nhìn thấy nước bọt. Cái nước này là soba yu, là nước luộc mì soba mọi người. Họ kêu sau khi mình ăn xong thì mình sẽ chan cái nước này vô cái tô mà mình đã trộn nước với mì, nước sôi với mì vô. Có rất là nhiều minerals, nhiều khoáng chất từ cái bột mì á, từ cái bột sợi mì soba. Ấm bụng thế. Ok, ngon. Bây giờ mình sẽ thử xong. Kết thúc bữa ăn ngày hôm nay. Bye bye. Thử mặt kimono nha mọi người. Con phố Gion, người ta gọi là quận Gion nha mọi người. Đây là nơi mà như vậy là có rất là nhiều geisha, cũng như là một cái phố rất là cổ Kyoto, trông rất là xinh. Kiểu mọi thứ nhìn trông rất là cổ mọi người. Nên là đa phần các chị em sẽ mặc đồ kimono để qua tới đây.
nhìn thấy cái góc đường này, nhưng mà hôm nay là vì đang là Golden Week mọi người, cho nên rất là đông, không kiếm được góc nào chống người để chụp hình cả. Mình thấy một cặp đôi mặc kimono chụp cưới mọi người ạ. Ôi xinh lắm luôn ấy, quá xinh luôn á. Ôi đẹp quá à. Chụp hình rất là xinh mọi người ơi. Là nhà ở Nhật, nhỏ nhỏ xinh xinh nghiền như kiểu vậy nè, xinh lắm. Tiên thì Tiên không có đăng ký cái lớp này, nhưng bạn nào muốn tham gia thì có thể đăng ký từ trước khi mà mình tới Kyoto nha. Mọi người như sẽ học học pha trà, có lớp học làm bánh nữa. Ba đi. Ủa đông quá, từ, một tay, hai tay. Mình đã quyết định quay lại cái chỗ mà tối hôm qua mình xếp hàng, nhưng mà họ từ chối, họ kêu là full bàn rồi. Nên là bây giờ mình sẽ quay lại sớm hơn để mình xếp hàng. Mình mong mình sẽ được ra đây ăn. Ở đây là một cái quán ở Pontocho nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ kêu order. Đây là phần ăn của mình nha mọi người ơi. Có rất là nhiều loại sốt và theo như mình ăn, mình xem cái bảng hướng dẫn sử dụng là mình sẽ chấm tất cả các loại sốt luôn để mình ăn. Đây là cơm chanh, đây là canh. Thôi mình sẽ như là đốt lên để mình nướng là sao đó. Hơi sống rồi, mình thấy không? Sẽ hơi sống như này. Sau khi mình nướng lại thì mình sẽ đều ngọt luôn. Mình nướng cho tới hình mềm ở ngoài giòn, rất nhỏ ngoài giòn đó. Bây giờ là món cá lóc nướng cho mọi người. Trước khi vào món lẩu sẽ được thêm phần cá lóc nướng nữa. Lần đầu tiên mình thấy ăn cái nồi nấu nướng á. Mà nướng nó không tràn luôn tới. Nó đang sôi sôi luôn nè mọi người. Thật là rất là khó hiểu. Đây, đây là đang đổ vào mà người ta gọi đến là collagen cá gì đó mọi người, giống như là kiểu mỡ cá đông lại hay sao á đó. Đó, mấy cái cục vàng như thạch vậy đó mọi người. Cái nước của đất này nhìn rất là màu, nó thanh đó mọi người. Khi học tờ giấy cứng hơn là giấy bình thường thôi, nhưng mà đó đang sồn. Sợi chè nó không nữa. Được, nếm nếm. Osaka rồi mọi người, đi từ Kyoto đến Osaka đi tàu Shinkansen có 15 phút thôi, rất là nhanh luôn. Như kiểu là cùng một thành phố vậy đó. Bây giờ thì chúng đang đi bộ ra con đường Dotonbori, là nổi tiếng khi mà tới với Osaka. Thì Tiên đã tới cái khu Dotonbori rồi và nó rất đông. Đứng đợi một cái quầy hàng bánh đồng tiền khá là... Ủa sao vậy? Bánh đồng tiền cũng khá là nổi tiếng ở đây. Cùng một cái hàng khá là dài mọi người, ở đây này. Cái hàng của Tiên đã đợi từ nãy giờ rồi. Bây giờ mình chuẩn bị tới đường vô ăn. Bánh đồng tiền ở trong có cheese thôi. Đây là bánh đồng tiền đấy. Mười đồng mọi người ạ. Xé, mình chọn để xé. Nóng quá mới rồi. Đây cho. Hai bánh. Ồ.
ok. Cái nào nhỉ? Mình đã phá cái bánh này rồi. Dạ. Ngon ngon. Em muốn nói món đó. Cơ, ăn hết được. Mọi người à, takoyaki khá là lạ. Mình thôi mà nó sẽ ở bên ngoài giòn, ở bên trong mềm. Takoyaki. Giòn, ở bên ngoài nó vẫn giòn. Được cái củ mà nó phải ngang.